Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe các bác nhé. Đấy. Trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái mẫu bơm máy nhé, một cái máy bơm máy cao cấp và một máy bơm thuộc dạng bình dân. Đấy, các bác nào sắp tới muốn mua bơm, các bác cố gắng theo dõi hết video giúp em để em giới thiệu chi tiết từng mẫu và báo giá công khai cho anh em, giới thiệu thông số đầy đủ cho bác nhé. Đấy. Trước khi giới thiệu về bơm máy thì em hôm nay cũng lên cho bác một con bơm tay hàng cao cấp xịn sò nhé. Bao cho bác tất cả các dòng bơm máy và bơm tay, em bao giá cho bác giá tốt nhất trên thị trường nhé. Đấy. Cái bơm máy thì giá cũng rẻ thôi, bơm tay thì đây. Bác nào mà chưa có điều kiện mua bơm máy thì các bác có thể tham khảo qua cái dòng bơm tay này. Đây. Trên tay em đang cầm là một siêu phẩm nhé. Siêu phẩm này mang tên đây. Bơm này là bơm logo con rồng nhé. Phiên bản con rồng, bơm Dragon phiên bản con rồng chân gấp các bác nhé. Đấy, chân gấp. Cái mẫu này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý nhìn đây, đồng hồ dầu nhé. Đây, hàng này là hàng Japan, hàng của Nhật các bác nhé. Đây, hàng Japan, hàng Nhật này. Cái này thì chân gấp, anh em mình sử dụng rất là tiện lợi đấy. Các bác lưu ý nhé, con này thì ở trong thân bơm đã có nước làm mát nhé. Thân bơm có nước làm mát. Tay cầm thì cái loại này sẽ tay cầm chống trơn chống trượt cho các bác luôn. Đấy, hàng này khá là xịn sò, em đánh giá cao về cái mẫu bơm này. Con này thì là bền bỉ theo thời gian nhé. Mẫu này thì bảo hành cho em lên đến 12 tháng, mức áp tối đa bao cho bác dùng khoảng độ tầm mức áp tối đa con này bao cho anh em khoảng độ tầm 350 cho đến 400 cân nhé. 350 cho đến 400 cân con bơm này, bơm Dragon phiên bản con rồng, bảo hành cho các bác 12 tháng. Con này là đỉnh bổ chót, ở trong này nước làm mát trong bơm thì các bác bơm nó sẽ tỏa nhiệt nhanh nhé, nó không bị nóng thân bơm đấy, nên nó bền bỉ theo thời gian. Giá con này là 1.300.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Các bác đặt hàng thì gọi điện đến hai đầu số này của shop để đặt hàng, bên em sẽ gửi hàng đến tận nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Con này thì đỉnh của chót trên thị trường hiện nay nhé, chưa có mẫu nào mà nó lại có những cái tác dụng vượt trội thì như con mẫu bơm này các bác. Đấy, đây em sẽ để con bơm này ra rỉa, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về cái mẫu bơm máy. Đây, trên màn hình các bác theo dõi con bơm máy này là con bơm máy ACE nhé, bơm máy ACE. Mẫu này thì trong tầm giá nhé, con này giá thị trường đang là 3.100.000, hôm nay khuyến mại cho anh em còn 2.900.000 con bơm máy ACE các bác nhé. Đấy, em để gần đây các bác theo dõi cho nó rõ nhé. Đấy, con này thì có đồng hồ báo nhiệt ở đây, có ốc chống nổ ở đây các bác nhé, có ốc chống nổ. Ê, con này em quên chưa lắp đồng hồ, các bác thông cảm nhé. Đồng hồ ở đây đấy, em quên chưa lắp. Cái này các bác lắp dây bơm ở đây. Mẫu này hôm nay sale cho anh em còn 2.900.000 nhé, mẫu bơm ACE 2.900.000, chưa có cước vận chuyển. Anh em nào khu vực miền Bắc thì thêm cho 100.000 tiền cước vận chuyển, anh em khu vực miền Nam thêm cho khoảng 120 nhé. Cái mẫu này bao cho anh em bơm mức áp tối đa khoảng 400 cân nhé. Trong tầm tiền khoảng 3 triệu quay đầu thì chưa có mẫu nào qua mặt được con này, kể cả mẫu bô cáp con hổ nhé. Mẫu bô cáp con hổ thì nó cũng không có cái ốc chống cháy nổ ở đây đâu các bạn. Đấy, con đấy thì thuộc phân khúc thấp hơn ở mẫu này, nhưng mà giá bán một số shop bán cũng khá là khét, khá là đắt đấy, chứ không dễ chịu đâu. Vì cái mẫu bơm đấy là phân khúc thấp nha, không có ốc chống cháy nổ, bơm không nhanh không khỏe con này, mà người ta bán rất chi là đắt đấy, khoảng độ tầm 3 triệu trên 3 triệu đấy. Cái mẫu đấy thì bên em hiện tại đang bán là khoảng 2.7-2.8 triệu. Cái mẫu đấy chất lượng thì nó kém nên em vừa rồi không nhập về bán nữa. Đấy, con này là 3 triệu nhé, 2.900.000 thôi, 2.900.000 cả cước vào khoảng 3 triệu nhé, là đến tay em sử dụng luôn. Mẫu bơm máy này thì em sẽ bảo hành cho các bác và anh em 12 tháng nhé. Đây, con bơm thứ hai lên cho bác và anh em, đây là con bơm Siongxin New Orleans. Cái này là hàng mới nhất 2023. Các bác lưu ý hàng mới 2023, các bác nhìn nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác nhìn trong đầu bò nó sẽ dập chữ New Orleans nhé. Đấy, rất chi là xịn sò, hoặc snack. Cái này có ốc chống nổ này, đây có một buồng lọc hơi, một buồng có một buồng bên này là để lọc hơi nước và dầu này. Đấy, cái này ốc chống cháy nổ ở đây cho anh em, cực kỳ là xịn sò luôn. Mẫu này thì bảo hành cho anh em 12 tháng nhé, bơm cực kỳ là bền. Cái mẫu này bền bỉ theo thời gian, đã được thời gian và 5 tháng chứng minh rồi các bác. Đấy, mẫu bơm CNC bao cho bác và anh em bơm mức áp tối đa khoảng 400 cân nhé, trên một nốt nhạc, không đến một nốt nhạc thứ hai đâu. Và kinh nghiệm của anh em muốn dùng bơm bền thì em cũng hướng dẫn cho anh em, khi các bác muốn dùng bơm bền thì anh em bơm mình thả 1-2 cục đá vào trong thau nước thì cái đồng hồ báo nhiệt này
nó nên không quá, không bao giờ quá 50 độ. Anh em dùng khoảng 5-7 năm cực kỳ là bền nhé. Tất cả các mẫu bơm máy anh em dùng chung tình trạng như thế nhé. Hiện tại con bơm CNC này bên em đang báo giá công khai cho anh em 3.900.000 bao ship tận nhà cho các bác đến nơi kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Con bơm này là ACE là 3 triệu bao ship thôi nhé. Đấy. Và mẫu bơm tay cao cấp bơm phiên bản con rồng thì là như này em thông báo cho bác giá là 1.300.000 các bác nhé. Đấy. Đây, cái bơm này là bơm phiên bản con rồng giá 1.300.000 đây các bác nhé. Đấy, con này rất chia xịn sò. Nếu anh em nào mà chưa có điều kiện lấy bơm máy thì các bác có thể lấy con bơm tay này giúp em cũng được. Con bơm này thì các bác mua để các bác sẽ không bao giờ phải hối hận khi dùng những cái dòng cao cấp các bác nhé. Đấy. Con bơm AC là 3 triệu, bơm CNC là 3.900.000 đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy. Thì một cái video rất chi là ngắn em giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái dòng bơm máy và một dòng bơm tay đến đây nhé. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc các bác luôn luôn khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt anh em.